Hi, xin chào tất cả anh em. Đang là gặp lại tất cả anh em trong một video vui vẻ. Ngày hôm nay, em sẽ giới thiệu tới tất cả anh em một chiếc điện thoại mà đã không còn quá xa lạ với tất cả anh em. Chiếc điện thoại mang tên BlackBerry Classic. Thì có lẽ ở Việt Nam thì Lam cũng là người mà trên tay nhiều nhất về BlackBerry. Mà không chỉ là ở Việt Nam, mà ngày hôm nay Lam dám tự tin nói rằng trên thế giới này, Lam là người làm video về BlackBerry nhiều nhất toàn cầu. Ngày hôm nay Lam mang tới đây tất cả anh em một chiếc điện thoại mang tên là BlackBerry Classic. Anh em có thể quan sát là chiếc này đang được dán một cái dán lưng da. Thì Lam bây giờ Lam chuyên làm tất cả mọi loại dán lưng da cho điện thoại và bao da cho tất cả mọi loại điện thoại. Thì ở đây chúng ta có một cái miếng dán lưng da màu xanh navy rất là đẹp. Nhưng mà ngày hôm nay thì trong video lần này Lam sẽ chia sẻ tới tất cả anh em, nó không chỉ là cái phần mà dán lưng da, mà nó sẽ là về một số điều lưu ý khi sử dụng cái chiếc điện thoại BB10, dòng BB10. Thì trước mặt anh em ở đây là một chiếc BlackBerry Classic. Thì nó vẫn là như chiếc Classic ngày xưa thôi. Chiếc này là chiếc Classic AT&T, zin nguyên bản hết tất cả mọi thứ. Hơi xước một tí nhưng mà vẫn đang còn rất là ngon. Thì điều đầu tiên khi mà anh em sử dụng cái chiếc điện thoại BlackBerry 10 đến thời điểm bây giờ thì anh em lưu ý cho làm một số thứ. Thứ nhất là cái khoang upward của nó đã hên xui, có lúc vào được có lúc không, nhưng mà gần như là không vào được nữa rồi. Thì chúng ta dùng nó để làm cái gì? Chúng ta dùng nó để nghe gọi, để check mail, để lên trên mạng hoặc là tải một số file APK về để dùng. Thì điều đầu tiên, wifi, tất cả mọi thứ thì anh em cũng biết rồi. Chúng ta dùng vô tư, không sao hết, không ảnh hưởng gì hết. Các bạn muốn có file Facebook, Zalo hay là những cái file Zing, MP3 hay nhạc của tôi thì các bạn có thể làm gì? Các bạn có thể vào và các bạn có thể là dùng nó, dùng cái máy tính để các bạn tải về thẻ nhớ, sau đó các bạn chép vào trong máy chúng ta cài. Đối với những cái chiếc máy như thế này thì các bạn liệu các bạn sẽ hỏi là ô thế nó còn làm được những gì, thì xin thưa các bạn luôn, nó làm được rất nhiều thứ. Thứ nhất, Lam cũng nói luôn với tất cả anh em, hệ điều hành BlackBerry 10 là hệ điều hành mà có lẽ là BlackBerry hoàn thiện nhất dưới cái đế chế của nó. Ngày xưa nó xài cái QNX, thì sau khi mà nó hoàn thiện trên Playbook, nó chưa được hoàn thiện trên Playbook thì nó đã làm hoàn thiện trên BB10. Thì tất cả những thứ công việc các bạn đều có thể sử dụng với chiếc máy này. Tôi lấy ví dụ như email, BlackBerry Hub, ok, đồng ý là BlackBerry Hub bây giờ nó không có thần thánh như xưa, nhưng mà những thông báo nó vẫn nhảy về đây. Thì các bạn vẫn có thể thấy là nó vẫn như xưa thôi. Nhưng vấn đề quan trọng nhất ở đây là cái gì? Là chất lượng nghe gọi, là sự thông minh trong từng thao, là sự thông minh trong từng thao tác. Tôi lấy ví dụ như trên chiếc Classic này, tôi hay dùng một cái phần mềm là phần mềm Remember. Thì trong cái phần mềm Remember này nó có một cái phần là Voice Note. Đây, cái phần Voice Note này ấy, nó nói tóm lại nó là phần ghi âm. Thì các bạn biết không, chất lượng ghi âm của BlackBerry rất là tuyệt vời. Không phải là tôi bám BlackBerry, tôi quảng cáo BlackBerry, nhưng mà chất lượng ghi âm của nó thì tôi không cần phải quảng cáo nữa. Ai dùng BlackBerry bao nhiêu năm nay cũng đều biết nó rất là ghê. Chưa kể là chúng ta có những file manager, cái cách quản lý của thằng BlackBerry ấy, nhìn nó đơn giản nhưng mà nhìn nó trực quan, nó cho chúng ta được một cái sự trực quan nhất định. Chưa kể là các bạn có thể dùng password keeper, các bạn vẫn có thể dùng như thường, không sao cả, các bạn vẫn có thể dùng, chứ nó không có cái gì gọi là ghê, chứ không có cái gì gọi là khó khăn ở đây cả. Các bạn vẫn có thể dùng những phần mềm như ngày xưa, những cái thứ mà nó đã cốt lõi, nó đã có rồi thì các bạn vẫn có thể dùng như xưa đấy. Và đặc biệt nữa là tôi không biết các bạn suy nghĩ như thế nào, nhưng mà cá nhân tôi thì tôi thấy những cái icon ở trên hệ điều hành BlackBerry nó rất là đẹp. Thì nói chung là điểm danh lại, chúng ta có cái gì ở những cái chiếc máy BlackBerry 10? Chúng ta có sự thân thuộc. Đây là tôi phải dùng cái từ gọi là sự thân thuộc. Khi chúng ta dùng một cái nền tảng nào đó mà nó tuy là nó qua rồi nhưng mà chúng ta vẫn cứ thích. Đơn giản là tại vì chúng đơn giản là vì chúng ta thích thôi. Đó, chỉ vì chúng ta thích cái nhạc chuông này. Đơn giản là chỉ có như vậy. Đơn giản là chỉ có như vậy. Nhạc chuông Spirit rất là hay, rất là hay.
Chúc tất cả mọi người một ngày vui vẻ và hẹn gặp lại tất cả mọi người trong những video thú vị tiếp theo, để chia sẻ thêm về những chiếc máy, để chia sẻ thêm về những kinh nghiệm và để chia sẻ thêm những cảm xúc trong cuộc sống. Xin chào, hẹn gặp lại.